Tử nhờ con trình lên sư phụ, vị này thì thường thì bán đồ chay mà mình ăn mặn, vậy nó có nhân quả. Cái gì cũng có nhân quả á. Mình á chưa có làm, chỉ là nổi cái tâm niệm lên á thì là thành cái nhân rồi đó, cái bằng chủng tử á. Nói một niệm thiện á thì là gieo cái chủng tử thiện rồi. Chưa đi làm á cũng được kết quả, được kết quả thiện. Nếu mà nói một niệm ác á cũng chưa đi làm mà lại là thành cái chủng tử ác, sẽ cũng sẽ được cái quả ác. Thì cái nhân quả đó mình tất cả đều là Phật nói là vô tâm tạo á, do cái tâm mình làm ra. Bây giờ đừng có nói là Phật pháp á, vũ trụ vạn vật bất cứ cái gì đều là từ chỗ tâm sanh khởi, cho nên gọi là tâm lìa nha, địa đà đắc nè nha. Bây giờ á cây cối cũng mọc trên đất, nhà cửa cũng cắt trên đất, bây giờ mình cũng là sống trên đất, không có cái nào mà ở ngoài đất được. Thì á bây giờ á nói tới cái tâm á, thì chính cái đất đó cũng là từ tâm nó sanh khởi. Ở trong Phật pháp nói tứ đại á, địa thủy hỏa phong á, địa là đất đó. Cho nên cái tâm mình là tâm địa. Thì tất cả đều từ cái tâm địa đó sanh khởi đó. Bây giờ nói Phật tánh á, tại sao nói là Phật tánh? Chứ Phật là nhã giác ngộ, tại cái tâm mình đó có cái tánh giác ngộ cho nên gọi là Phật tánh. Vì có cái tánh giác ngộ, bây giờ mình tu á thì sẽ giác ngộ được, giác ngộ gọi là Phật á. Kính bạch sư phụ, ngày hôm qua sư phụ dạy chúng con là phải ở thiền đường, chớ nên ở cốc riêng một mình, ở thiền đường ngủ còn hơn ở cốc riêng một mình để tu. Thì hiện giờ thiền đường Pháp Thành con có một vị nghe sư phụ dạy và ngủ hoài không có tu, nhờ sư phụ Cái dạy đó, giùm đó con. là cái lời của Ngài Lai Quả. Cái ngủ á làm mệt thì phải ngủ á, chứ không phải là làm biếng á. Bây giờ á nếu mà bắt nó ngủ hoài á nó cũng chịu không nổi á. Bây giờ á nó ham ngủ, bắt nó ngủ hoài không cho nó dậy, không tới 3 ngày nó cũng chịu không nổi rồi. Hôm nay sư phụ dạy vậy thì về chúng con sẽ thực hành theo lời sư phụ dạy, để ngủ thì ngủ hoài 3 ngày. Dạ. Chứ con thấy vị vị này ở khuya chúng con đánh kiển thức chúng cũng không dậy tu, mà đi kêu tới thì nói đau cái đầu, đau cái chân, cứ đau hoài, sư phụ không có thì giờ nào hết đau hết. Bây giờ á mình có cái quy củ mà Nó không chấp hành làm sao sư phụ? không chấp hành thì lủi. Dạ. Ngủ thì có đơn cũng không Tức ngủ tại là chỗ. có cái quy củ mà ban đầu thì cảnh cáo 3 lần á, không nghe thì lủi. Cảnh của nó cũng không nghe sư phụ. Không nghe 3 lần lủi. Ngồi cho tu thì không ngồi đồng chung với chúng, còn thấy ngủ cũng có đơn cũng không ngủ cho đúng chỗ của mình, Thì mình cứ tự vậy. làm theo cái quy củ á. Dạ.
phụ, có một Phật tử nhờ con trình lên sư phụ là vị này ăn chay mà bán đồ mặn, vậy nó có bị nhân quả nặng không sư phụ? Thì tự nhiên là có nhân quả, tôi nói là khỏi tam lộng niệm đều có nhân mà, có quả mà, à, cũng là làm á. À, cũng như làm cha mẹ ha, là ăn chay trường á, sợ nhân quả ha, mà thương con á, mà thịt cho con ăn à, thì cái lo nó phải chịu cái quả. Nó phải mà thịt thì con ăn, nhưng mà cái nọ thì cái bà mẹ phải chịu. Kính bà sư phụ, ngày hôm qua sư phụ dạy là trong thiền thất hay thị lục á, mỗi thất đều có một vị kiến tánh. Vậy không sư... phải là mỗi thất mọi vị một vị kiến tánh. Tôi nói là có vị thì thất thứ nhất kiến tánh, có vị thì thất thứ nhị kiến tánh. Có thể năm ba vị kiến tánh cũng có thể, là có thể mà không có một vị nào kiến tánh cũng có thể. Tức là tùy theo cái nhân duyên á. Lúc mà giữ thiền thất, những người mà công phu đã đến mức rồi, cũng như cái hội của Giang Ngộ ha, Trần Sư Giang Ngộ, một đêm 11 người kiến tánh, chứ không phải là mỗi thất đều có một người kiến tánh. Có khi 10 thất không có một người kiến tánh cũng có vậy. Bây giờ... mà có khi một thắc là cả chục người căn tánh cũng có vậy. Đâu phải là mỗi thắc phải có một người căn tánh đâu. Kính bà sư phụ, vậy chúng con ở đây có nhiều vị mà muốn trình lên sư phụ á, là sư phụ khai thất một tháng luôn, đóng cửa nhốt tụi con thử một tháng đó sư phụ. Tại ở lại nó không có cái phương tiện đó. Đó. Thì những người chân tu cũng như mà kết hạ 3 tháng liên tiếp không có cho ra ngoài á, chứ là phải là 1 tháng thôi đó. Còn theo ngài Trung Phong á thì không phải là 90 ngày, không phải là 3 tháng. Bây giờ mình bắt đầu tham thiền đó là nhập hạ, tới căn tánh môi gia hạ, môi môi mạng hạ, thì là suốt rồi á, hay là bây giờ 3 năm căn tánh thì 3 năm môi giải hạ, 10 năm căn tánh thì 10 năm giải hạ, đâu phải mà nhốt một tháng mà được đâu. Cái hoàn cảnh bây giờ thì 1 tháng á, đã một kỳ thiền thất liên tiếp 7 ngày. Bây giờ tôi mà là mà kế hoạch á, ở nhà bè đó, thì á, mấy đứa trẻ, mấy đứa nhỏ ha, khuyết tật, bây giờ có 60 mấy đứa rồi, nhân gian á, cũng có 1-20 người rồi ha. Tất cả mỗi ngày đều có tập thể tọa hơn ly hơn, sau này sẽ khuyết trong tôi mà mấy trăm người đó, cũng bằng như mà mình thiền thất vậy, thì mỗi ngày cũng có giờ tọa hơn ly hơn. Tất cả giáo viên và học trò đều mà tọa hơn ly hơn. Thì cũng như mà cái thiền thất liên tiếp vậy, ngày nào cũng như ngày nay. Cái kế hoạch tôi mà hoàn thành được á, thì có thể mà cả ngàn người á dự thiền thất, cũng như quý vị là dự cũng được á.
ngày nào có rảnh là dự cũng được nữa. Và nó còn thiếu giáo viên để dạy mấy đứa nhỏ đó, và thiếu người mà săn sóc á, là tôi muốn những cái nhân viên đó làm bến đều là người tham thiền. Tại tất cả đều ăn chay đều tham thiền. Thì ngày nào cũng là thiền thác. Tới đầu tháng 9 sẽ có một số giáo viên qua bên Đài Loan học, nhằm theo mấy đứa nhỏ nữa. Mà về rồi có thể qua Mỹ học nữa. Cái kế hoạch ha, mấy đứa là bại liệt, tay chân lành không được, cũng còn mà tham thiền. Mà bây giờ ở bên Mỹ nó có làm cái mấy cái dụng cụ á, mà giờ mà tập cho nó chơi, mà về nó tập lại mà chỉ cái bệnh bại liệt nữa. Mặc dù nó không có hết á, hoàn toàn cũng hết được 6-7 phần, 7-8 phần. Cũng như mà những đứa mà ly không được á, có thể tập tới ly được. Tay chân làm không được, có thể mà tập tới làm được. Rồi nó lớn lên á, cũng có nghề cho nó làm. Rồi á, nó làm ra cái sản phẩm á, thì á, ở xã hội cũng xài được, cũng dùng được. Bây giờ mình không có khuyết tật, cũng như mà bại liệt là cam liệt á, hay là mù á, tôi đều mà tập cho nó mà làm, có làm nghề được, tức là tự lập được. Mà lại mà ăn chay trường mà tham thiền. Bây giờ mình không có ấy, mình có khỏe mạnh á, thì mình càng làm được hơn á. Còn những người mà nó làm biếng á, dạy không được thì thôi.